Bình Định đại thắng Hà Nội FC, huấn luyện viên Đức Thắng vẫn không hài lòng về trọng tài. Bình Định có chiến thắng đậm 3-0 trước Hà Nội FC ngay trên sân hàng, để nhưng huấn luyện viên Đức Thắng vẫn không thật sự hài lòng về công tác trọng tài ở trận đấu tại vòng 10. 5. V-League 2022. Tối mùng 2 tháng 9, Bình Định đánh bại Hà Nội FC 3-0 ngay tại hàng đấy. Chiến thắng này giúp đội bóng đất võ có được 26 điểm, chỉ còn kém Hà Nội FC 4 điểm trên bảng xếp hạng. Dù Bình Định có trận thắng đậm, huấn luyện viên Đức Thắng của đội bóng này vẫn không thật sự hài lòng với những quyết định của trọng tài, đặc biệt là tình huống tiền đạo Linh phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Đức Thắng nói, đó là pha bóng mà Linh đã bị phạm lỗi. Tôi không hiểu lý do gì mà trọng tài lại rút thẻ vàng thứ hai với cầu thủ của chúng tôi trong tình huống đó. Tuy nhiên, bóng đá là vậy và đội bóng phải chấp nhận. Hôm nay, chúng tôi đã thắng nhờ sự thấu hiểu Hà Nội FC, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn dài và chưa thể nói trước điều gì về thứ hạng chung cuộc của mùa giải năm nay. Trong khi đó, huấn luyện viên Chun Jae Ho, Hà Nội FC cho rằng đội bóng của ông đã thua vì không tận dụng tốt những cơ hội ghi bàn. Ông thầy người Hàn Quốc khẳng định đội bóng thủ đô sẽ cần nỗ lực rất nhiều trong phần còn lại nếu muốn vô địch mùa này. Sau trận đấu hôm nay, cả Hà Nội FC lẫn Bình Định đều sẽ tiếp tục thi đấu ở cúp quốc gia vào giữa tuần sau. Bình Định gặp Viettel FC ở hàng đấy, còn Hà Nội FC đến làm khách của Bình Phước.